chào tất cả anh em, mình là Ari đến từ Coi 68. Video ngày hôm nay thì sẽ khá là đặc biệt bởi vì thay vì như thường lệ là mình sẽ review trải nghiệm các dự án hay là đem đến cho anh em những thông tin mới hay là những kiến thức mới về thị trường crypto, thì thay vào đó trong video ngày hôm nay thì Ari rất là vui khi có thể chia sẻ cho anh em sản phẩm mới nhất từ chính đội ngũ Coi 68 của bọn mình. Đây là một dự án hay là một sản phẩm mà cả team của chúng mình đã ấp ủ và thực hiện ròng rã trong một thời gian khá là dài, đó chính là phiên bản mới V2 của website Coi68.com. Tại sao chúng mình lại nâng cấp website và phiên bản lần này có những điều gì đặc biệt thì anh em hãy cùng theo dõi trong video ngày hôm nay nhé. Và anh em cũng đừng quên xem đến hết video bởi vì ở cuối video thì team Coi 68 sẽ đem đến cho anh em một phần quà nhân dịp kỷ niệm lần mà Coi 68 nâng cấp website lần này. Ok, không dài dòng nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu thôi. Năm trước thì hành trình của Coi 68 đã bắt đầu với một tầm nhìn là trở thành cổng thông tin kiến thức về blockchain cũng như là crypto hàng đầu tại thị trường Việt Nam. Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cả team cũng như là sự ủng hộ của cộng đồng thì hơn 6 năm vừa qua, với sự bền bỉ phát triển thì Coi 68 đã trở thành đơn vị truyền thông hàng đầu dành cho các nhà đầu tư trong thị trường tiền mã hóa tại Việt Nam. Và hôm nay thì Arin rất là vui khi có thể đại diện cho team Coi 68 giới thiệu đến cho anh em những cập nhật mới nhất của phiên bản website V2.0 lần này. Tính năng đầu tiên mà chúng mình muốn cải thiện ở phiên bản mới của website lần này đó chính là cải thiện về mặt UI UX của website hay là trải nghiệm người dùng khi mà sử dụng website Coi68.com. Điều này thì sẽ giúp cho người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin về thị trường cũng như là chắt lọc những cái thông tin đó một cách nhanh chóng hơn và hiệu quả hơn. Website mới của Coi 68 thì sẽ tương thích với mọi trình duyệt phổ biến hiện nay, đồng thời thì cũng sẽ tối ưu hiển thị cho người dùng ở trên các phiên bản mobile hay là điện thoại. Một trong những tính năng mới nữa mà team mình đã thêm vào website đó chính là khả năng đăng nhập để có thể truy cập vào tài khoản ở trên website của Coi 68. Chỉ với một vài cú nhấp chuột thì anh em đã có thể đăng nhập vào tài khoản của mình và quản lý hồ sơ, theo dõi các cái bài viết, topic mà anh em quan tâm, vân vân. Ở đây thì anh em có thể đăng nhập bằng Google, Facebook hay là các mạng xã hội khác hoặc đăng ký bằng ví crypto, hiện tại thì là ví MetaMask và trong tương lai thì có thể là thêm nhiều ví khác nữa. Từ tính năng là đăng nhập vào website thì chúng mình cũng đã thêm một tính năng mới, đó chính là nhận xét comment ở phía dưới các cái bài đăng. Một tính năng mới nữa mà team mình đã thêm vào đó chính là tính năng lưu bài viết. Vì hiện nay thì như anh em đã biết là mỗi ngày chúng ta đều tiếp nhận rất là nhiều thông tin liên quan đến crypto và blockchain và anh em sẽ khó có thể theo dõi khi mà anh em bận. Với tính năng lưu bài viết của website thì anh em có thể đánh dấu những cái nội dung mà anh em cảm thấy thú vị và quay trở lại nội dung đó và đọc bất kỳ lúc nào khi mà anh em cần. Và cuối cùng, một tính năng cực kỳ đặc biệt đó chính là tính năng campaign ở trên website. Đây là nơi mà anh em có thể truy cập vào các cái chiến dịch độc quyền của Coi 68 cũng như là các đối tác của chúng mình. Ở những chương trình này có thể là airdrop này, retroactive, giveaway hay là rất là nhiều cơ hội khác để cho anh em có thể tham gia kiếm được những phần thưởng từ Coi 68. Và giờ là phần mà mình tin là anh em đã ngóng chờ từ đầu. Như mình đã chia sẻ ở đầu video thì để kỷ niệm cho đợt ra mắt phiên bản mới lần này của website Coi68.com thì chúng mình đã tổ chức một campaign giveaway với tổng trị giá giải thưởng là $500, tương đương với khoảng 12 triệu đồng. Để tham gia event lần này thì anh em sẽ chỉ cần thực hiện theo 3 thao tác cực kỳ đơn giản sau. Ok, đầu tiên thì anh em sẽ ấn vào mục campaign ở đây và chọn một campaign có tên là Coi 68 nâng cấp, tính năng mới, trải nghiệm mới. Sau đấy anh em ấn xuống dưới này, kéo xuống dưới và chọn đăng ký tham gia. Ở đây thì anh em hãy chọn đăng nhập bằng ví MetaMask này. Kế đến là ấn tiếp theo. Sau đấy anh cũng ký này. Đó, thế là anh em đã đăng nhập thành công rồi. Nếu như anh em nào gặp vấn đề ở bước này thì anh em có thể chọn vào đây và ấn log out ra và login lại là ok. Kế đến thì anh em hãy thêm một email ở trên website của coi68.com. Ở đây anh em xóa mục này đi này và thêm email của anh em vào. Sau đấy anh em ấn lưu thay đổi. Đó, kế đến là quay lại. Và cuối cùng là anh em hãy để lại một bình luận bài viết ở đây. Em kéo xuống dưới mỗi bài viết là sẽ có một mục là mục bình luận. Và anh em hãy để lại một bình luận của anh em nhé. Rồi ấn gửi. Ok, và bình luận của anh em thì sẽ xuất hiện ở đây. Sau đấy anh em ấn quay lại. Khi mà anh em thấy là tất cả các nhiệm vụ của anh em đều hiện 1/1 là ok nhé.
Về cơ cấu giải thưởng thì chúng ta sẽ có hai giải thưởng. Đầu tiên là giải hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất. Giải này thì sẽ dành cho 50 người hoàn thành tất cả các nhiệm vụ nhanh nhất tính từ thời điểm đăng sự kiện. Mỗi người thì sẽ nhận được là $5. Thứ hai là giải thưởng may mắn, cũng dành cho 50 người may mắn tham gia hoàn thành tất cả các nhiệm vụ. Mỗi người thì cũng sẽ có cơ hội nhận $5 cho giải thưởng này. Sự kiện này sẽ diễn ra từ ngày 25 tháng 3 đến ngày 8 tháng 4 năm 2023. Nên là anh em lưu ý tham gia sớm thì có thể nhận thưởng nhé. Lời cuối cùng thì mình xin cảm ơn tất cả những anh em đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng team Coi 68 trong suốt thời gian vừa qua, và mình mong rằng anh em sẽ tiếp tục ủng hộ team của tụi mình trong những sản phẩm mới ở trong thời gian tới, và đặc biệt là phiên bản mới của website coi68.com và campaign mới chào mừng sự kiện ra mắt lần này của website Coi 68. Và nếu như anh em có bất kỳ thắc mắc cũng như là đề xuất nào để có thể cải thiện những sản phẩm của tụi mình thì anh em cũng hãy để lại ở bình luận, comment ở phía bên dưới để mình và đội ngũ Coi 68 có thể sớm phản hồi lại cho anh em. Và cảm ơn anh em vì đã luôn ủng hộ tụi mình, và chúc anh em một ngày mới tốt lành. Mình là Irene và hẹn gặp anh em trong những video tới. Bye!